xin kính chào ban giám khảo. Chúng em là học sinh đến từ trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ. Nhóm chúng em gồm 3 thành viên, bạn Nguyễn Đào Minh Uyên, học sinh lớp 8-6-10, bạn Nguyễn Thái Bảo Tuấn, học sinh lớp 8-1 và em Bùi Hoàng Lan, học sinh lớp 8-1. Để có sản phẩm tham dự cuộc thi này, nhóm chúng em đã lấy ý tưởng từ trong những năm gần đây, tỷ lệ học sinh hút thuốc lá và thuốc lá điện tử đang ngày càng gia tăng. Chúng đang len lỏi vào các trường học, gia tăng một cách chóng mặt và nhanh chóng được các bạn học sinh đón nhận và khám phá mà không tính đến những tác hại của nó. Hiện nay, tại trường Trung học cơ sở Hồ Văn Thụ cũng không ngoại lệ. Trong những năm gần đây, tỷ lệ các bạn học sinh hút thuốc lá điện tử có chiều hướng gia tăng. Từ đầu năm học đến nay, theo như thông tin từ liên đội nhà trường, có hơn tới 10 trường hợp các bạn học sinh hút thuốc lá điện tử. Các trường hợp hút thuốc không chỉ ở các bạn học sinh lớp 8, lớp 9 mà còn xảy ra ở các bạn học sinh lớp 6, lớp 7. Để khắc phục tình trạng này, nhóm chúng em đã đưa ra ý tưởng hệ thống quản lý và phát hiện kịp thời học sinh hút thuốc lá và thuốc lá điện tử trong trường học. Qua đó có thể giúp các thầy cô chủ nhiệm cùng gia đình có thể phát hiện và giáo dục kịp thời những bạn học sinh này, đồng thời đóng góp một phần nhỏ vào quá trình chuyển đổi số trong công tác quản lý của nhà trường. Đến với cuộc thi này, nhóm chúng em muốn lan tỏa thông điệp nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử, thuốc lá thế hệ mới để bảo vệ cuộc sống hôm nay và ngày mai. Sau đây em xin giới thiệu về cấu tạo và chức năng của thiết bị. Thiết bị gồm có hai bộ phận, đó chính là bộ phận cảnh báo và bộ phận tiếp nhận cảnh báo. Bộ phận cảnh báo nhận biết mùi NH3 và khói, thông gió và cảnh báo đến bộ phận tiếp nhận. Bộ phận tiếp nhận cảnh báo xử lý tín hiệu cảnh báo, định vị, biên soạn thông tin truyền đến máy tính trường, đồng thời gửi thông tin lên Google Sheets và tin nhắn đến thiết bị cá nhân. Khoảng cách truyền từ bộ phận cảnh báo đến bộ phận tiếp nhận khoảng 1 km. Arduino tiếp nhận tín hiệu từ analog từ cảm biến NH3 và cảm biến khói. Khi nồng độ khí NH3 vượt ngưỡng quy định thì Arduino kích relay đóng cho quạt hoạt động để hút mùi khai trong nhà vệ sinh. Khi có dấu hiệu của khói từ cảm biến, Arduino kích relay đóng để bật quạt hút, sau đó truyền tín hiệu đến LoRa nhằm gửi thông tin xa đến bộ phận tiếp nhận cảnh báo. Bộ phận tiếp nhận cảnh báo thông qua LoRa, các tín hiệu cảnh báo được thu lại và truyền đến ESP32 là một vi điều khiển có khả năng kết nối với Wi-Fi. ESP32 cho sáng đèn và còi hiển thị lên màn hình LCD vị trí phát hiện còi. Người giám sát xác nhận tín hiệu bằng nút bấm để tắt còi hoặc sau 10 giây không xác nhận, vi xử lý thực hiện gửi tin nhắn thông qua modem SIM đến điện thoại của thầy cô quản lý. Thông qua cảnh báo được lưu lại ở trong máy tính nhà trường và trang Google Sheet để tiện cho việc thầy cô theo dõi từ xa. Về tính mới, đề tài chưa hề có ở Việt Nam. Đề tài không trùng với các đề tài đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin chính thống nào. Tính sáng tạo của thiết bị này giúp phát hiện khói thuốc, qua đó có thể phát hiện kịp thời những hành vi hút thuốc lá trong trường học, giúp phát hiện mùi khí NH3 trong nhà vệ sinh vượt quá nồng độ cho phép, qua đó kích hoạt quạt hút gió để hút mùi khai trong nhà vệ sinh, gửi tin nhắn qua modem SIM để thông báo kịp thời đến thầy cô quản lý. Thông tin cảnh báo được lưu lại trong máy tính nhà trường và trên trang Google Sheets để tiện cho việc thầy cô theo dõi từ xa, đồng thời được lưu lại làm minh chứng để có biện pháp giáo dục và quản lý học sinh, góp phần vào việc thực hiện chuyển đổi số trong nhà trường. Khả năng áp dụng của sản phẩm. Sản phẩm có tính áp dụng cao, có thể được ứng dụng vào thực tế tại các trường học nhằm phát hiện những hành vi hút thuốc lá của các bạn học sinh trong nhà trường. Sản phẩm này còn giúp các bạn học sinh nắm kỹ lại những hành vi của mình. Đồng thời, thông qua các thiết bị này, chúng em cũng mong muốn rằng gửi tới các bạn có những hành vi hút thuốc lá là thuốc lá, dù là thuốc lá điện tử cũng đều có hại. Nó không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn ảnh hưởng tới việc học của các bạn. Chúng em cũng mong muốn rằng các thầy cô quản lý trong nhà trường không phải nhận những tin báo về hành vi hút thuốc của các bạn.